James Howell, một nhà đầu tư Bitcoin người xứ Wales, đang tăng cường nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ của mình để lấy lại 8.000 Bitcoin, khoảng 207 triệu USD mà ông vô tình thất lạc vào năm 2013. Kể từ thời điểm đó, ông vẫn luôn không từ bỏ việc tìm kiếm. Ông đã nỗ lực đào bới mọi ngóc ngách của bãi rác thành phố nhằm tìm kiếm lại số gia tài bị thất lạc. Đi xa hơn, trong một lá thư gửi đến hội đồng thành phố vào đầu tháng này, Howell đã yêu cầu được phép bắt đầu công việc đào bới bãi chôn lấp của mình trước ngày 18 tháng 9. Và năm ngoái, Howell từng tuyên bố đã đảm bảo đủ kinh phí cho việc đào bới. Thêm vào đó, anh ta hứa sẽ phân bổ 10% số Bitcoin thu hồi được để biến Newport thành một thánh địa tiền điện tử bằng cách cung cấp 50 bảng cho mỗi cư dân Newport và cài đặt các thiết bị hỗ trợ tiền điện tử tại các cửa hàng địa phương. Tuy nhiên, hội đồng đã liên tục từ chối yêu cầu của Howell với lý do lo ngại về môi trường và tác động tiêu cực đến khu vực xung quanh. Đáp lại, Howell đang chuẩn bị thực hiện hành động pháp lý chống lại hội đồng. Vụ kiện của Howell đòi bồi thường thiệt hại 557 triệu USD